Đến năm 2050, Việt Nam sẽ trở thành một trong những nước có nền nông nghiệp hàng đầu thế giới. Nông thôn Việt Nam không còn hộ nghèo và trở thành nơi đáng sống. Đây là một trong những điểm đáng chú ý trong chiến lược phát triển vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố vào ngày 17 tháng 2. Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GDP nông lâm thủy sản đạt bình quân từ 2,5 đến 3% trên năm, mở rộng và phát triển thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu. Tốc độ tăng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt bình quân từ 5 đến 6% một năm. Đến năm 2050, Việt Nam sẽ trở thành một trong những nước có nền nông nghiệp hàng đầu thế giới, với ngành công nghiệp chế biến nông sản hiện đại, hiệu quả, thân thiện với môi trường. Nông thôn Việt Nam không còn hộ nghèo và trở thành nơi đáng sống, văn minh, xanh đẹp. Là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn rất nghiêm túc trong việc xây dựng chiến lược và cũng sẽ rất nghiêm túc trong việc mà để đưa cái chiến lược này đi vào cuộc sống bằng nhiều cái hoạt động liên tục trong tháng 2, trong tháng 3. Nó không phải là một cái kế hoạch ngắn hạn, và nó không phải mang tính chất giải quyết những vấn đề nội tại của ngành nông nghiệp, mà nó quan trọng hơn là tiếp cận với cái dòng chảy, với xu thế của một cái nền kinh tế toàn cầu. Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, với mục tiêu trên, ngành nông nghiệp sẽ phải đổi mới tư duy sản xuất, đó là chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, tập trung vào nâng cao giá trị, hiệu quả, đa dạng theo chuỗi, giá trị phù hợp với yêu cầu của thị trường, chuyển từ phát triển đơn ngành sang tích hợp đa ngành, từ đơn giá trị sang tích hợp đa giá trị, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, không gây ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe con người. Ngành nông nghiệp sẽ chuyển mạnh từ xây dựng các chuỗi cung ứng nông sản sang phát triển các chuỗi giá trị ngành hàng.